Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn Chuyển động được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC16. Thưa quý vị, những năm gần đây, loại hình du lịch nông nghiệp được du khách rất quan tâm. Chính vì vậy mà người nông dân cũng đã rất thức thời và cho ra đời những loại hình du lịch sinh thái gắn với mùa quả ngọt để có thể nâng cao hiệu quả kinh tế. Cụ thể, cách làm của họ như thế nào, chúng ta sẽ cùng bàn luận trong phần tiếp theo của chương trình. Nhưng trước hết, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức đáng chú ý có trong Chuyển động quanh ta. Thưa quý vị, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động có nhiều thay đổi trong năm 2022. Đáng chú ý là trong đó có việc thay đổi độ tuổi nghỉ hưu, cách tính lương hưu của lao động nam và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động. Sang đến năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau. Lao động nam từ đủ 60 tuổi, 6 tháng, tức là tăng 3 tháng so với năm 2021. Lao động nữ từ đủ 55 tuổi, 8 tháng, tức là tăng 4 tháng so với năm 2021. Lương hưu năm 2022 vẫn được tính theo công thức như luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, tức là lương hưu sẽ bằng tỷ lệ hưởng nhân với mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, lao động nam nghỉ hưu năm 2022 đóng đủ 20 năm chỉ được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, và muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75% thì lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 35 năm trở lên. Năm 2021 chỉ cần đóng từ đủ 34 năm trở lên. Thưa quý vị, đây là hình ảnh trên một số trang mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được cho là khu cách ly tập trung của các học sinh tại một địa phương ở Hà Giang trong những ngày qua. Theo những hình ảnh được đăng tải thì nhiều em học sinh đang ngồi trong những lán trại được dựng tạm bằng tấm bạt. Và ngay sau khi những hình ảnh đó được đăng tải đã thu hút sự chú ý, bình luận của rất nhiều người. Liên quan đến hình ảnh được đăng tải gây xôn xao dư luận trên, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, Hà Giang đã lên tiếng. Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, Hà Giang cho biết những hình ảnh được chia sẻ đúng là ở tại địa phương này. Tuy nhiên, đây là điểm để các cháu chờ test nhanh COVID-19, chứ không phải điểm cách ly tập trung của các cháu. Cụ thể, tại địa bàn xã Ngọc Long vừa ghi nhận một ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Người này có con đang học tại trường Trung học cơ sở Ngọc Long, do đó địa phương đã tổ chức test COVID-19 cho học sinh toàn trường. Do trời rét và có mưa nên nhiều phụ huynh đã dựng lán tạm để con em trú mưa chờ test, cũng để đảm bảo khoảng cách cho các cháu. Qua sàng lọc, địa phương đã xác định khoảng 100 trường hợp là F1 cùng nhiều trường hợp F2. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ việc tụ tập đông người trong buổi live stream tại khu du lịch Đại Nam của vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng và để cho khách mời tại buổi live stream phát biểu nhục mạ báo chí. Theo đó, vào chiều 14 tháng 11 có rất đông người tụ tập tại đây, trong đó nhiều người là YouTuber có mặt để ghi hình và phát sóng trực tiếp. Ngoài vợ chồng bà Hằng, ông Dũng còn có khách mời là tiến sĩ luật, YouTuber do ban tổ chức mời. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, theo quy định hiện hành thì loại hình khu du lịch được phép mở cửa nhưng phải giảm công suất và phải tuân thủ quy tắc 5K, giữ khoảng cách an toàn. Vì vậy, khi nắm thông tin có buổi live stream tụ tập đông người tại khu du lịch Đại Nam thì lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu thanh tra sở xuống nắm tình hình để có hướng xử lý. Cũng liên quan nội dung cuộc live stream chiều ngày 14 tháng 11 tại khu du lịch Đại Nam, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết sẽ làm rõ các phát ngôn trong buổi live stream, trong đó có nội dung nói báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Phát ngôn này của YouTuber Long Ngô là khách mời chính thức của buổi giao lưu và được nói trên sân khấu trước mặt vợ chồng ông Dũng Lò Vôi, bà Nguyễn Phương Hằng và được phát trên nhiều kênh sóng trực tiếp. Đại diện công an địa phương cho biết trước việc tụ tập đông người thì công an và lực lượng hỗ trợ cũng đã có mặt tại thời điểm diễn ra buổi live stream để nắm bắt tình hình. Vâng, chị Trâm thấy là thời gian gần đây thì chúng ta thấy có rất nhiều những đường dây đánh bạc nghìn tỷ, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đã bị lực lượng chức năng phát hiện và đã bị đánh sập rồi. Nhưng tôi có băn khoăn là không hiểu sao đánh bạc, tất nhiên nó là cái trò đỏ đen thì sẽ có một bộ phận người thích, nhưng đánh bạc trực tuyến cái số lượng tiền nó lên đến hàng chục nghìn tỷ như vậy, tại sao lại có nhiều người đổ nhiều tiền vào đấy để chơi như vậy? Vâng, theo tôi thì cũng đơn giản thôi, nếu như mà anh Tú để ý đến những lời mời chào quảng cáo rất là hấp dẫn của những sòng bạc này, nào là thắng tiền thì bạn cầm, còn thua thì chúng tôi bù, hoặc là đầu tư là chắc thắng. Như thế tức là cứ chơi là sẽ thu được lời, và như vậy thì có thể hiểu được rằng là vì sao mà các đường dây đánh bạc online nghìn tỷ lại đang nở rộ tại Việt Nam trong thời gian gần đây đến như vậy ạ. Vâng, đánh bạc ngoài đời mà thua có khi là họ còn sợ. Chứ với những cái lời mời mà như chị Trâm vừa mới nói đấy, thì rõ ràng là ai cũng sẽ nghĩ rằng
mình không lỗ gì cả trong những đường dây như vậy. Và đó có lẽ là những cái thủ đoạn mới trong hoạt động cờ bạc trực tuyến, nó đã thay đổi núp bóng hình thức kêu gọi tài chính. Không biết là có đúng như vậy hay không? Dạ vâng, đúng rồi anh Tú ạ. Bởi vì là tình trạng đánh lô đề trực tuyến, trò chơi cờ bạc trá hình qua mạng được tổ chức với nhiều hình thức thủ đoạn khác nhau cũng đã gây ra cái sự bức xúc trong dư luận. Mặc dù là lực lượng chức năng cũng đã triệt phá nhiều vụ và có hình thức cảnh báo, nhưng vẫn xuất hiện các tổ chức có hoạt động ngày càng phức tạp và tinh vi hơn rất là nhiều. Mới đây thì một đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet lên đến 30.000 tỷ đồng đã bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá. Và để hiểu rõ hơn về những chiêu trò thủ đoạn mới trong hoạt động cờ bạc trực tuyến núp bóng hình thức kêu gọi tài chính, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Thắng tiền, các bạn cầm. Thua tiền, chúng tôi bù. Đầu tư là chắc thắng. Lời mời hấp dẫn đã thu hút hàng nghìn người tham gia vào đường dây đánh bạc này. Để tham gia, người chơi phải nộp tiền Việt để mua tiền ảo trên website do các đối tượng chỉ định để được cấp mã code vào hệ thống. Hiện nay thì ở Việt Nam chưa công nhận cái tiền kỹ thuật số, cho nên chúng nó sử dụng cái tiền kỹ thuật số này để tham gia cá cược trên các trang mạng. Sử dụng tiền kỹ thuật số tham gia cá cược trên không gian mạng do các đối tượng thiết lập có đường link với nước ngoài, hình thành ổ nhóm, hình chóp có đối tượng cầm đầu và cấp dưới. Đối tượng cấp dưới thì không biết được những người ở phía trên mình. Các đối tượng cầm đầu còn tuyển dụng các tuyến dưới có nhiệm vụ marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các người chơi tham gia đặt cược. Ngoài việc quảng cáo website trên các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo, YouTube, thì các đối tượng còn tổ chức các sự kiện, mở các buổi hội thảo để giới thiệu, chi trả hoa hồng cao cho môi giới khi giới thiệu được người mới tham gia. Hình thành lên cái hoạt động của cái ổ nhóm này theo cái hình chóp, có đối tượng cầm đầu và những cái đối tượng cấp dưới. Và chỉ có những cái đối tượng sát với cấp trên nó thì mới biết nhau và hoạt động, mới gắn kết được vào trên cái trang mạng để mà hoạt động tổ chức đánh bạc. Nhiều người cứ nghĩ rằng đây là hình thức đầu tư tài chính, nhưng thực chất từ việc đầu tư tiền Việt chuyển sang tiền kỹ thuật số, sau đó chuyển sang ví game trên trang mạng này và cuối cùng là thực hiện việc đánh bạc. Qua thực tế đấu tranh triệt phá hàng loạt đường dây ổ nhóm cờ bạc trực tuyến, cơ quan công an khẳng định rằng các đối tượng là ông trùm đường dây cờ bạc hoàn toàn có thể can thiệp và điều chỉnh kết quả thắng thua theo ý muốn của chúng. Đây chính là lý do đẩy nhiều người tham gia cờ bạc trực tuyến đều rơi vào tình trạng khuynh gia bại sản. Cái bộ phận là bộ phận vận hành game, thì bộ phận này thì có người ta sẽ có những cái công cụ để theo dõi người chơi đặt ván tiền lúc nào và đặt cửa như nào và đặt bao nhiêu tiền. Và thứ hai ấy là các bộ phận về vận hành game sẽ có những cái công cụ để điều chỉnh kết quả tự động theo cái số tiền đặt cọc hoặc tự động chất kèo theo cái ý muốn của người vận hành. Trước những biến tướng khó lường và thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm cờ bạc trên không gian mạng, người dân cần nâng cao cảnh giác, bởi khi đã sập bẫy và tham gia vào các đường dây này, người chơi vừa mất tiền vừa vướng vào vòng lao lý. Vâng, bên cạnh chiêu trò là mời người chơi đầu tư tài chính như đã nói ở trên, thì các đối tượng còn xây dựng đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược, chơi trò chơi trực tuyến và đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn. Và sau hàng loạt đường dây đánh bạc online đã bị bóc gỡ thì mới đây Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an lấy lời khai 23 đối tượng trong một đường dây đánh bạc siêu khủng gần 14.000 tỷ đồng. Và tiếp tục chương trình, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng PXX do nhóm đối tượng Phạm Công Anh 42 tuổi, Phạm Mạnh Lâm 34 tuổi, Đinh Văn Hoàng, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cầm đầu và chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới, nhiều tăng vật siêu xe đắt tiền, các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, nhiều máy tính điện thoại, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đã được Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an thu giữ. Bước đầu, Công an đã làm rõ được 23 đối tượng trong đường dây này. Trong quá trình 5-6 tháng, sau khi chúng tôi đã dựng lên và cái chuyên án đã đến giai đoạn 9-10, chúng tôi đã tham mưu do đồng chí trưởng quan huyện, thủ trưởng quan cảnh sát điều tra báo cáo đồng chí giám đốc cũng như đồng chí lãnh đạo A05 để tập trung lên kế hoạch để phá án. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://PXX. Trang web PXX cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc, gồm nhiều trò chơi như Tiến lên Việt Nam, poker, các trò chơi quay úp láp, tài xỉu, sóc đĩa, bắn cá.
Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại, mã OTP, bảo mật để có thể chuyển tiền ảo xu sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo xu thông qua nạp mã thẻ cào viễn thông tại các nhà mạng hoặc là liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng phí điện tử. Khi đại lý nhận tiền người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản của người chơi. Cho có những thanh thiếu niên nghĩ là cái việc trò chơi này là không vi phạm pháp luật. Chính vì thế nên là cái nhiều thanh thiếu niên là chơi cứ tham gia vào cái đường dây đánh bạc này là thành coi là thành vi phạm pháp luật. Bước đầu, công an đã làm rõ từ tháng 7 năm 2020 cho đến nay, các đối tượng đánh bạc qua hệ thống này đã lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng hoạt động liên tỉnh trên toàn quốc, nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là tội phạm cộng cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Khi các đối tượng đang lên kế hoạch xóa dấu vết và bỏ trốn khỏi nơi cư trú thì đã bị công an bắt giữ. Vâng, có thể thấy là càng ngày thủ đoạn của các đối tượng điều hành các đường dây đánh bạc trực tuyến ngày càng trở nên tinh vi cũng như là biến tướng khó lường. Từ hình thức cá cược chơi game rồi thì đầu tư tài chính như thế, việc núp bóng và hoạt động trá hình như thế như là một tấm bình phong để che chắn hành vi vi phạm pháp luật. Thế nhưng với sự cập nhật và sự đấu tranh của lực lượng công an thì lần lượt các đường dây này cũng đã bị triệt phá. Qua thực tế đấu tranh thì khi triệt phá hàng loạt đường dây ổ nhóm cờ bạc trực tuyến, cơ quan công an khẳng định các đối tượng là ông trùm đường dây cờ bạc hoàn toàn có thể can thiệp và điều chỉnh kết quả thắng thua theo ý muốn của chúng. Và đây chính là lý do khiến nhiều người tham gia cờ bạc trực tuyến cuối cùng thì họ cũng rơi vào tình trạng trắng tay rồi tán ra bại sản hết. Và trước những biến tướng khó lường cũng như là thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tội phạm cờ bạc trên không gian mạng, người dân cần phải nâng cao cảnh giác, bởi khi mà đã sập bẫy và tham gia vào các đường dây này thì người chơi vừa mất tiền lại vừa vướng vào vòng lao lý nữa. Vâng, mục tiêu cuối cùng của các đối tượng lập ra các đường dây đánh bạc trực tuyến là trục lợi. Bất chấp việc hệ quả để lại là những người tự tham gia và cả những người nhẹ dạ cả tin tham gia chơi, họ bị nợ nần, thậm chí khuynh ra bại sản như thế nào. Đây là vấn đề nhức nhối của xã hội, cần sự đấu tranh không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng. Và khi mà chúng ta nhắc đến những hành vi lừa đảo cũng như là trục lợi thì sự việc xung quanh Tịnh Thất Bồng Lai hay còn được gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Thực ra thì những lùm xùm xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai không phải là bây giờ mới diễn ra, mà cách đây 2 năm thì dư luận cũng đã có những nghi vấn về thân thế của những đứa trẻ mà được nuôi dưỡng tại đây. Đặc biệt là việc Tịnh Thất Bồng Lai đã lợi dụng việc nuôi dạy trẻ mồ côi để mà kêu gọi từ thiện trục lợi đấy ạ. Thế nhưng sau đó vụ việc này không được dư luận nhắc tới nữa. Và phải mãi đến khi gần đây, một nữ doanh nhân nổi tiếng Bình Dương vạch trần những góc khuất tại Tịnh Thất Bồng Lai khi mà phát trực tiếp trên mạng xã hội, thì những nghi vấn xung quanh Tịnh Thất Bồng Lai mới thực sự được dư luận chú ý tới nhiều như trong thời gian vừa qua. Và thưa quý vị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xác nhận rằng là Tịnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ không phải là cơ sở tôn giáo của tôn giáo này. Song hành điều tra của cơ quan chức năng tại Long An cũng đã chỉ ra rằng tổ chức nêu trên có dấu hiệu dùng tôn giáo, trẻ em và từ thiện để trục lợi. Với những hành vi trên, những người liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai có thể là sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên Nông thôn Chuyển động. Đây là hình ảnh nhóm người Thiền Am bên bờ vũ trụ khoe nhận được những chiếc điện thoại iPhone trên mạng xã hội. Và xa xỉ hơn là chiếc xe hơi này. Bên cạnh những món quà, đó là rất nhiều tiền từ nhiều mạnh thường quân khác gửi. Các mạnh thường quân bắt đầu quan tâm gửi tài trợ khi cơ sở giả mạo tôn giáo này đưa những đứa trẻ cũng bị giả mạo thân phận mồ côi lên truyền hình trong game show Thách Thức Danh Hài. Theo các chuyên gia luật, trên cơ sở xác minh của Giáo hội Phật giáo, cùng kết quả điều tra của cơ quan chức năng tại Long An đã được công bố trên báo chí, thì tổ chức Thiền Am bên bờ vũ trụ đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hai việc là lợi dụng tôn giáo và lợi dụng từ thiện để trục lợi. Nếu có cái thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi đó, thì cái hành vi đó có thể cấu thành cái tội là tội danh lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Và mức xử lý hình sự cho tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 20 năm chung thân rất là nặng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, chủ trì tại nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai này là ông Lê Tùng Vân, người tự xưng là Hòa Thượng. Nhưng theo các cơ quan chức năng tỉnh Long An, đây chỉ là hình thức giả sư. Tại cơ sở này có 8 trẻ em, trong đó 6 trẻ được xác định sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi từ năm 2019 đến nay. Thực tế, khi làm việc với cơ quan chức năng, những người mẹ này có tường trình
vì lý do cá nhân nên không cho các bé biết mình là mẹ ruột dù đang chung sống một nhà. Tôi biết đến tỉnh Thất Bồng Lai, đó là nơi nuôi dạy những trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa, thì tôi cảm thấy rất là cảm động. Nhưng trải qua những cái vụ lùm xùm trên mạng xã hội, rồi tôi cũng có theo dõi, thì tôi cảm là một người dân thì tôi cũng cảm thấy rất là bức xúc. Sau những vụ lùm xùm gần đây đối với tỉnh Thất Bồng Lai, tôi phát hiện rằng là bản thân tôi cảm thấy giống như mình là người đang bị lừa đảo bởi những cái sai phạm mà tỉnh Thất Bồng Lai đã mang lại, làm cho tôi bị mất niềm tin. Giáo hội Phật giáo sẽ yêu cầu chính quyền địa phương thông tin công khai của hoạt động cơ sở tôn giáo trá hình tại tỉnh Thất Bồng Lai, đồng thời sẽ áp dụng các hình thức xử phạt tài chính liên quan đến hành vi vi phạm tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao tổ chức này hoạt động có dấu hiệu vi phạm trong một thời gian dài mà chưa bị các cơ quan thanh kiểm tra xử lý? Cái sự chậm trễ này, nó cái khác đó là sự tắc trách này đó, dẫn đến nhiều tiền lệ không tốt cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước, và nó tạo cái tiền đề để cho những người chống phá Việt Nam ở hải ngoại đó có cơ hội nhũng nhiễu và tạo ra cái tình trạng ngày càng phức tạp. Kéo dài đến bây giờ thì tôi thiết nghĩ rằng đó là cái việc lỗi của chính quyền, lỗi của cơ quan chức năng chưa có thật sự để triệt để làm việc đến nơi đến chốn đối với cái cơ sở tôn giáo này. Và bây giờ thì tôi thấy là nó đã đi tới cái việc là nó rất là ồn ào, nó tạo ra những cái hiệu ứng không tốt cho xã hội. Đã có dấu hiệu cho thấy Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, một tổ chức lợi dụng tôn giáo, trẻ em và từ thiện để trục lợi. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Long An đang xác minh làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, những nghi vấn xung quanh thân thế của những đứa trẻ, đặc biệt là năm chú tiểu đã từng tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài, chúng ta chưa bàn đến vấn đề này. Việc này thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc và cũng sẽ sớm có câu trả lời trước dư luận. Nhưng việc dựa vào vỏ bọc là cơ sở tôn giáo và nuôi trẻ mồ côi, rồi kêu gọi từ thiện và trục lợi tại tỉnh Thất Bồng Lai, thì đó là hành vi không thể chấp nhận, đáng lên án, gây bức xúc trong dư luận. Vậy vì sao mà những hình thức trục lợi này lại có thể tồn tại và dễ dàng qua mặt được cơ quan chức năng cũng như là người dân? Thì vấn đề này cần phải được nhìn nhận như thế nào? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về câu chuyện ngày hôm nay với sự tham dự của nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Xin được cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho Nông Thôn Chuyển Động ạ. Vâng, thưa nhà báo, câu chuyện mà chúng ta bàn luận rất nhiều thời gian qua là về cái tên Tịnh Thất Bồng Lai, bây giờ cũng đã đổi tên, tôi nhớ là thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Một cái tên nó rất là khác, theo tôi nhớ là như vậy. Thì không chỉ tại tỉnh Thất Bồng Lai đang cần có sự vào cuộc của lực lượng chức năng, thì chúng ta thấy là ở đâu đó vẫn có những tổ chức cá nhân là mở những cơ sở thờ tự tâm linh, rồi nhận nuôi trẻ mồ côi, rồi kêu gọi từ thiện nữa. Và từ những hình ảnh đó thì người ta cho rằng là có vẻ như đó là cách trục lợi mới của những đối tượng xấu. Nhà báo nghĩ sao về ý kiến đó của cư dân mạng ạ? Nếu như là đánh bạc để nó lợi dụng vào cái lòng tham của con người thì những yếu tố có tính chất văn hóa, ví dụ như là niềm tin, ví dụ như là tín ngưỡng, thì người ta luôn có một cái hình thức đó là đánh vào cái xúc cảm của con người, để con người từ cái xúc cảm mới quyết định rút cái đồng tiền của mình ra để là hỗ trợ, để là ủng hộ, hoặc là góp phần vào làm một cái việc mà người ta quan tâm đến, đó là cái thiện. Rõ ràng là cái tai tệ nạn của xã hội hiện nay nó có những cái biến thiên không ngừng, và thứ hai nó là tinh vi hơn. Và cái điều thứ ba nữa là đáng lưu tâm là sự hoạt động mới có tổ chức và tổ chức để vi phạm pháp luật. Vốn dĩ của con người Việt Nam vẫn là bầu ơi thương lấy bí cùng. Mà trong cái bầu ơi thương lấy bí cùng thì hai cái nhóm đối tượng ở trong xã hội mà được giành được cái đẩy cái lòng trắc ẩn của con người lên cao nhất, một đấy là tuổi già và hai nữa là trẻ mồ côi. Thế thì như vậy là ở đây thì chúng ta thấy rằng là tập hợp các cái trẻ mồ côi lại, dù nó là phạm vi rất nhỏ thôi, nhưng nó đã đánh vào cái sự thương xót của con người, sự đồng cảm của con người, và người ta sẽ sẵn sàng sẻ những cái quyền lợi hoặc những cái điều gì của người ta có để mà kêu mang, để mà đùm bọc. Với cá nhân chúng tôi thôi, cách đây khoảng 1-2 năm xem những hình ảnh những chú tiểu đi thi chương trình Thách Thức Danh Hài đấy, rất là thương và nghĩ là mình có điều kiện chắc mình cũng sẽ ủng hộ cho những em ở những cái cơ sở như vậy. Nhưng mà sau khi một cái tên không còn xa lạ là bà Phương Hằng đã có những cái buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội nói ra thông tin mà khiến mọi người phải sốc về Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó thì cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và đã tìm ra một vài những cái manh mối để vạch trần cái cơ sở này. Nhà báo nghĩ sao về cái quãng thời gian quá lâu chúng ta bỏ qua như vậy? Như vậy là ngoài cái đối tượng ấy mà chúng ta vừa phân tích ở trên thì nó còn có 3 cái lý do nữa để nó tồn tại lâu dài. Cái thứ nhất là cái hệ thống pháp luật của mình, có nghĩa là
chúng ta vẫn còn có một cái điều gì đó như là một cái đi song song với cái sự từ thiện trong cái tâm lý của xã hội, hoặc cái là cái tín ngưỡng của xã hội. Và khi mà nó đi song cùng chiều như vậy thì nó lại núp dưới một cái chữ thiện, cho nên là ai cũng nghĩ rằng tất cả nó đều như mình, hoặc là ở đó nó đã gieo được những cái mầm thiện, hoặc là những cái sự thật ở trong xã hội, cho nên là nó cũng làm cho các cái tổ chức đoàn thể như cái phần trên chúng ta biết là chủ quan, coi nhẹ và không lấn sâu vào. Cái điều thứ hai đó chúng ta biết đấy là cái pháp luật về từ thiện. Nếu như là qua những cái ủng hộ đồng bào như vậy là ở vùng lũ lụt, chúng ta thấy nó còn quá thiếu những cái định chế để mà làm sao là những người mà làm từ thiện phải thật tâm, và nó phải đến với lại cái người mà đau khổ hoặc là chịu rủi ro đó bằng cả tình yêu, bằng cả trách nhiệm và bằng cả thể hiện tấm lòng của mình. Nhưng bởi vì cái pháp luật của chúng ta đặt ra và đưa ra thì nó lại không phủ kín được, hoặc là nó không đi vào chi tiết, nó dẫn đến tập thể hoạt động cũng gặp khó khăn, cho nên nó có dấu hiệu là ngay kể cả ở trong tập thể cũng có cái biểu hiện đấy là lạm dụng, và thậm chí là có người tham mưu, sau đó nó lại chuyển về cá nhân cho các cái những người có uy tín ở xã hội. Ta nói ví dụ như là ca sĩ, nghệ sĩ thì chúng ta cũng thấy bộc lộ những vấn đề, và cuối cùng thì nó là tôi không chưa tin vào tập thể, tôi chưa tin vào những người nổi tiếng và ca sĩ thì tôi lại phải làm đi cái con đường từ thiện của riêng tôi. Mà cái riêng tôi đấy thì không có anh nào mà kiểm soát hết được. Thì đây nó cũng là cái nguyên nhân thứ hai. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là tôi cho hay là lực lượng công an ở dưới cơ sở, công an xã có rõ ràng là trách nhiệm này, nếu mà đã thuộc về trật tự và an toàn xã hội thì dứt khoát là có liên quan trách nhiệm của anh nhiều hơn. Cái trách nhiệm của anh đó là gì? Quản lý địa bàn, quản lý các hoạt động văn hóa và xã hội. Thế rồi ấy là vận động những người ở hoạt động ở trong các lĩnh vực tôn giáo hoặc là bộ phận từ thiện, thì anh phải hiểu người ta, anh phải biết người ta, và nghĩa là cái đồng tiền đi đến đâu của người dân góp, của như vậy là các tổ chức khác, thì anh phải đi theo, đi suốt theo dọc cái chuyện đấy là của đồng tiền, có nghĩa là chi tiêu cho nó đến tận. Như vậy là các cái tổ chức đoàn thể, pháp luật, thế rồi là lực lượng bảo vệ trật tự và an toàn địa phương, mà chỉ cho nó rõ đích danh ra là lực lượng hay là công an viên ở xóm, ở thôn là hoạt động chưa hết trách nhiệm. Và không biết rằng là hiện nay cái việc quản lý cơ sở tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta đang được thực hiện như thế nào? Tôi thấy là có vẻ như là cơ quan chức năng tại Long An đã rất là chậm trễ trong quá trình là phát hiện và xử lý ra những cái lùm xùm xung quanh câu chuyện của tỉnh Thất ạ. Trước hết chúng ta phải khẳng định là cái pháp luật của Việt Nam mới là mọi người đều có quyền tự do về mặt tín ngưỡng, không ai được cái quyền xâm phạm về mặt tín ngưỡng của người dân. Tôi cho là về pháp luật, nghĩa là cái lớn của chúng ta thì chúng ta đề ra nó rất là đúng và rất là chặt chẽ, và nó tôn trọng cái quyền tự do và đồng thời là cái niềm tin của cái con người đó với bất cứ một cái tín ngưỡng nào mà người ta như vậy là theo đuổi. Ở đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta lại không hiểu được cái hoạt động bên trong của nó như thế nào, cho nên nó dẫn đến cái chuyện này là cái đội ngũ cán bộ của chúng ta hiểu nó không sâu. Ở đây thì chúng ta biết này, tập huấn rất là nhiều, thế nhưng cái mặt cái đội ngũ cán bộ của chúng ta thì rất ít hiểu về vấn đề tôn giáo. Mà vấn đề này trước hết tôi cho là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với một cái slogan có nghĩa là đại đoàn kết dân tộc và đại đoàn kết ở trong các cái tôn giáo, thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái trách nhiệm này, đồng thời nó cũng rõ là cái phương thức hoạt động, cái phong cách của đội ngũ cán bộ và gắn với lại cái xây dựng đời sống, thì chúng ta văn hóa ở cơ sở, thì chúng ta thấy là Mặt trận Tổ quốc có nhiều khâu, đặc biệt là trên lĩnh vực là bị buông lơi. Cái điều thứ hai nữa là nó hoạt động như thế nào, cái nào là tuân thủ theo pháp luật và cái nào đã vượt ngưỡng pháp luật là có tổ chức. Cái thứ ba nữa chúng ta thấy là cái phong cách nó không sâu sắc, tất cả những cái điều gì đó có nghi ngờ thì đều thông qua những cái câu chuyện của dân, nhưng bởi vì anh không gắn với dân và anh không chịu lắng nghe người dân, cho nên anh không có thể tìm ra được những cái bản chất của nó nằm ở mỗi cái vụ việc đó nó như thế nào. Và đến khi báo chí bắt đầu có cái chức năng phản ảnh và người ta dũng cảm nói lên sự thật thì đến lúc ấy cái sự việc để nó mới được bộc ra. Xin cảm ơn nhà báo với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, lợi dụng tôn giáo để trục lợi là những hành vi bị cấm và sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm nếu vi phạm, và chúng ta sẽ chờ kết luận từ cơ quan chức năng cho những nghi vấn sai phạm tại nơi có tên cũ là Tịnh Thất Bồng Lai. Và chúng tôi cũng sẽ cập nhật thông tin này và gửi tới quý vị khi mà có những cập nhật mới nhất.
Và thưa quý vị, tạm gác lại câu chuyện về Tỉnh Thất Bồng Lai, hiện nay thì đang vào mùa thu hoạch cây có múi như là cam hay là bưởi nữa. Và để thích ứng trong tình hình dịch bệnh và khai thác lợi thế vùng cây ăn quả, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh kết nối du lịch gắn với mùa quả ngọt tại địa phương. Và đây cũng sẽ là nội dung tiếp theo của Nông Thôn Chuyển Động, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục bàn luận về vấn đề này với nhà báo Hoàng Trọng Thủy trong những phần tiếp theo. Thưa quý vị, cam bưởi đang vào vụ thu hoạch. Tại Bắc Giang thì những vườn cam, vườn bưởi sai chịu quả đang trong độ thu hoạch, đang tạo nên hình ảnh rất đẹp mắt. Và với tiết trời se se lạnh như hiện nay mà được tham quan những vườn cây trái đẹp mắt như dưa vậy thì còn gì bằng, phải không ạ anh Tú? Vừa tham quan vừa có thể chụp ảnh này, và có thể là thưởng thức luôn cả trái cây ngay tại nơi mà chúng ta dừng chân. Tôi nghĩ rằng hình thức du lịch trải nghiệm như thế này thì rất là nhiều người sẽ thích thú và hưởng ứng đấy ạ. Vâng, và tỉnh Bắc Giang thì cũng đã bắt kịp xu thế này rồi. Những tour du lịch sinh thái trải nghiệm cũng đã được ngành văn hóa, chính quyền địa phương và người làm vườn tích cực chuẩn bị. Chúng ta cũng hy vọng là việc trải nghiệm du lịch sinh thái gắn với mùa quả ngọt sẽ giúp cho du lịch tại địa phương sẽ có thể hồi sinh, đặc biệt là sau dịch Covid-19. Gia đình ông Trần Đình Én ở thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn có 2 hectare đất trồng bưởi. Những ngày này, ông tất bật chỉnh trang vườn tược, chăm sóc diện tích bưởi ngọt để đón khách tham quan trải nghiệm. Thời gian qua, ông cùng với 12 hộ làm vườn trong huyện đã thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng nhằm biến những vườn quả trở thành điểm du lịch trong mùa thu hoạch. Năm ngoái gia đình tôi đã đón được tiếp đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan miệt vườn bằng trải nghiệm như là vườn cây và những cái thú trò chơi vui để đón tiếp khách. Nhưng năm nay là trong điều kiện Covid chưa chấm dứt, nhưng gia đình được sự quan tâm của bên ngành y tế huyện Lục Ngạn đã lên kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho những vườn hoặc những gia đình đã có chủ về vấn đề là quy hoạch trong cái vấn đề nằm trong cái tiềm năng của khu vực của huyện. Cho nên tôi rất yên tâm có khả năng là sẽ tạo được điều kiện là cho du khách vẫn đến tham quan bình thường. Lục Ngạn là địa phương có diện tích và sản lượng cây có múi lớn nhất của tỉnh Bắc Giang. Năm nay toàn huyện có 6,74 nghìn hectare cây ăn quả có múi, trong đó có hơn 4,14 nghìn hectare cam và 2,25 nghìn hectare bưởi, còn lại là cây có múi khác, ước tính sản lượng đạt trên dưới 60.000 tấn. Các loại cây có múi đã bước vào thu hoạch từ hơn một tháng nay và sẽ kéo dài đến tầm tháng 2 năm sau. Huyện đã tổ chức một cái tuần lễ du lịch nhà vườn, từ ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 phối hợp với Sở Văn hóa và các cái công ty du lịch, những cái công ty lữ hành đến để chúng tôi ký kết những cái hợp đồng tới các cái hợp tác xã và các cái nhà vườn để người ta có cái tính chuyên nghiệp, dần dần là đi vào là phát triển nông sản sạch gắn với phát triển về du lịch nhà vườn. Theo chính quyền huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, năm nay địa phương không tổ chức hội chợ trái cây như các năm trước, nhưng sẽ tổ chức tuần lễ cam, bưởi gắn với du lịch nhà vườn, du lịch tâm linh. Địa phương cũng kết nối với các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối lớn, các nhà phân phối, sàn thương mại điện tử để tiêu thụ cam, bưởi của địa phương. Vâng, xin được quay trở lại với cuộc bàn luận cùng với nhà báo Hoàng Trọng Thủy. Không biết là nhà báo đánh giá như thế nào về việc là năm nay tỉnh Bắc Giang đã gắn phát triển nông nghiệp với lại du lịch như hiện nay ạ? Đây là một cái nền kinh tế mà Bắc Giang đã đi liền kề với lại Bắc Ninh, và chắc chắn là người ta phải biết thế mạnh của người ta và coi như đấy là tạo việc làm cho lao động ở trong nông thôn. Và người ta biết tận dụng cái lợi thế của Bắc Giang, đó là có nhiều trang trại về cây ăn quả, mà vốn dĩ thì cam và vải nó đã trở thành nổi tiếng. Cho nên đấy là tạo được cái việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động, làm cho cái cơ cấu của nông thôn nó đi đều chân, thì đó chính là một cái suy nghĩ tích cực của cấp ủy và chính quyền. Và tôi cho bây giờ đối với Bắc Giang thì đó chính là viên gạch đầu tiên để xây dựng một cái nền du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái đáng hoan nghênh Bắc Giang. Vâng. Rõ ràng chúng ta thấy là việc đẩy mạnh du lịch thời điểm này sau dịch Covid-19 là rất cần thiết tại những nơi mà đã đảm bảo được về công tác an toàn phòng dịch, kiểm soát được lượng ra vào của khách nữa. Ngoài ra thì cũng là tận hưởng luôn đặc sản của địa phương đó, kết hợp với nhau thì rất hay. Và nhiều năm qua thì Bắc Giang cũng đã làm điều này rồi. Nhưng câu hỏi của nhiều người đau đáu đấy là làm thế nào để phát triển bền vững cái mô hình này? Thì nhà báo có quan điểm thế nào về thắc mắc đó? Nó có ba nội dung mà nằm ở trong phát triển bền vững. Cái thứ nhất là nó cần phải được quy hoạch. Mà quy hoạch đó phải nó dựa trên liên kết với lại các cái khu công nghiệp và các cái khu đô thị. Và anh xây dựng nó để làm sao nó khác hẳn với các cái khu du lịch trước.
Mà khi nó đã có yếu tố mới thì người ta mới có cái sức hút đối với lại khán giả. Cho vậy công tác quy hoạch là phải được đặt lên đầu. Cái thứ hai, nó phải mang cái giá trị văn hóa của cái địa phương đó. Và nếu như cái giá trị văn hóa nó lại khác biệt nữa, và nó lại đem đến cho con người một cái sự trải nghiệm, và người ta lại được thưởng thức những cái món ăn hoặc là những cái trái cây của địa phương, thì đó chính là sự lan tỏa của kinh tế và cũng là nơi cái thu hoạch đến. Và cái thứ ba nữa là phải bảo vệ được cái tài nguyên môi trường ở cái nơi đó, làm cho khách du lịch đến là người ta thật đấy là thoải mái. Cái điều thứ hai nữa là trong một cái môi trường sạch. Và cái điều thứ ba nữa là nó làm cho cái hệ sinh thái đó nó cân bằng, nó phát triển đồng đều, thì đó mới tạo được cho cái giá trị ở bền vững. Và cái cuối cùng nữa, dù là du lịch gì đi chăng nữa, tại gia đình thì cái việc ấy là trang bị kiến thức và đào tạo cái lao động với du lịch, làm sao cho nó hướng tới một cái sự chuyên nghiệp, thân thiện với lại cái người khách và hướng dẫn được người ta, thì đó là bốn yếu tố cộng lại làm cho nó sẽ có phát triển bền vững. Dạ vâng, và thưa nhà báo, có rất là nhiều ý kiến cho rằng là một trong những yếu tố để chúng ta có thể liên kết lại giữa nông nghiệp và du lịch, cũng như là tạo cái mối liên kết giữa hai ngành nghề này sẽ được nhuần nhuyễn hơn để có thể tạo thành một cái chuỗi giá trị. Tuy nhiên thì nhiều địa phương cũng có vẻ như là chưa phát huy được hết những cái tiềm năng của mình. Nhà báo thấy sao ạ? Tôi cho là một số cán bộ hiểu về chuỗi giá trị của chúng ta chưa đầy đủ. Chuỗi giá trị là một hoạt động tập thể, cho nên là người ta không có nghĩa là của địa phương tôi và của tôi, thế cho nên người ta không kết nối với lại những cái nơi khởi nguồn. Mà anh muốn kết nối với nó thì trước hết là đối với ngành du lịch. Thứ hai nữa là từ cái trưng bày. Cái thứ ba nữa là lịch sử của nơi đó làm sao. Thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà người ta hiểu được cái chuỗi giá trị, nghĩa là cái đường đi sản phẩm của ta đi đến đâu thì người ta liên kết đến đó. Tôi cho cái đầu tiên cái cánh cửa này nó chưa được mở ra. Cái điều thứ hai để cho nó bền vững thì đó là hoạt động của cái trải nghiệm, và chính bản thân người ta phải được hưởng thụ cái điều gì đó. Và bản thân cái người địa phương dù người ta không tham gia du lịch, người ta cũng được hưởng thụ một phần, bởi vì cái cảnh quan và cái sinh thái, cái môi trường ấy cũng do người ta tham gia. Cái sự chia sẻ về mặt lợi ích nó sẽ làm cho mọi người có tính trách nhiệm hơn và cộng đồng hơn. Đó là những cái yếu tố mà chúng ta phải liên kết theo chuỗi. Và trong cái chuỗi đó thì chúng ta thấy ai cũng được thụ hưởng, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phát triển và nó sẽ tạo điều kiện hỗ trợ nhau và đi lên. Chúng ta thấy là từ xưa đến giờ thì các loại hình du lịch trải nghiệm ở nông thôn chúng ta đấy ạ, đi từ những cái mô hình nó đơn giản nhất rồi đến những mô hình nó có vẻ rất là cao cấp và phục vụ được rất nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Vậy thì theo nhà báo, để chúng ta kết hợp được việc phát triển theo hướng đi lên của du lịch với bảo vệ môi trường, bảo vệ cái cảnh quan xung quanh đó, thì cần phải chú ý những cái điều gì để phát triển bền vững? Có 3 điều phải chú ý. Trước hết là ngay chính cái địa phương mà anh muốn, anh có ý đồ, có ý tưởng về phát triển, anh phải lựa chọn được cái mô hình của anh, nó khác với lại mô hình của người khác. Nếu như sự đồng dạng, hoặc là anh lại cùng chung với một cái doanh nghiệp lớn mà anh đối đầu với người ta, chắc chắn là cái sự cạnh tranh của anh sẽ thua. Cho nên sự lựa chọn của anh ấy là khó khăn nhất. Cái điều thứ hai, anh phải quy hoạch cho nó phù hợp với lại phong tục, thập quán, hệ sinh thái. Mà khi mà anh đã được cái quy hoạch rồi, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ bài bản và nó không bị phá vỡ, không bị phá vỡ ở cảnh quan. Và nó có cái điều gì đó mà nó làm cho một cái bước nó căn cơ và cái đầu vào nó cũng tiết kiệm hơn. Đấy là yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba nữa là chúng ta phải đào tạo lại cái nguồn nhân lực của những người đi làm du lịch, từ việc đón tiếp khách, ứng xử, hướng dẫn cho người ta được trải nghiệm. Chứ nó không phải là cái người mà đi thuyết minh. Bản thân anh nói về một cái loài cây này, một loại quả này, thì anh phải nói lịch sử của nó ra làm sao. Thế sau đó tạo nên một cái cảm ứng. Và từ đó anh sẽ dẫn người ta là đi gì? Biết, tìm hiểu, thử và quyết định. Đó chính là cái con đường xây dựng mô hình và cái con đường để dẫn dắt, để làm sao có nhiều khách để cùng kết hợp với nhau. 3 yếu tố để mang cả yếu tố kinh tế và xã hội, văn hóa. Cái bắt tay giữa hai ngành du lịch và nông nghiệp được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều hiệu quả và góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu quan trọng là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và đạt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bền vững. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy với những chia sẻ trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ còn trở lại với quý vị sau vài giây nữa với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa
Thưa quý vị, mũi vaccine thứ 3 được xem là liều tăng cường và ưu tiên tiêm cho đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như là người già, người có bệnh nền và lực lượng tuyến đầu theo chuyên gia. Chiến lược tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 3 hiện được nhiều quốc gia triển khai như là Israel, Mỹ, Trung Quốc hay là Đức, ưu tiên người lớn tuổi, người có bệnh nền, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Việt Nam cũng đang lên kế hoạch để tiêm vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 sắp tới. Theo hãng tin Reuters thì lý do được các chuyên gia đưa ra là vì cơ thể những đối tượng này ít có khả năng sinh đầy đủ kháng thể nếu chỉ được tiêm 2 liều vaccine phòng COVID-19 và vẫn có nguy cơ cao mắc COVID-19 thể nặng. Nhóm cố vấn của Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng khuyến cáo là người trên 60 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 của các hãng dược Trung Quốc như là Sinovac hoặc là Sinopharm cũng nên được tiêm liều bổ sung từ vaccine cùng loại. Tuy nhiên, các chuyên gia thì cho rằng phương thức này có thể được cân nhắc tùy theo tình trạng vaccine sẵn có ở mỗi địa phương. Như vậy là có thể thấy qua nghiên cứu thì hiệu quả phòng bệnh của các loại vaccine cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Và đây cũng chính là lý do để giới khoa học một số nước khuyến cáo về việc tiêm thêm mũi thứ 3 để có thể là tăng cường mạnh mẽ khả năng của cơ thể chống lại loại virus nguy hiểm gây nên dịch COVID-19. Mới đây thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Bộ Y tế tính tới việc tiêm mũi tăng cường cho người bệnh nền, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch. Quyết định tiêm liều tăng cường dựa trên khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ công tác tiêm chủng quốc tế. Trong điều kiện hiện tại nên ưu tiên tiêm mũi tăng cường cho nhóm nguy cơ cao. Đầu tiên là lực lượng tuyến đầu chống dịch thường xuyên tiếp xúc với F0. Nhóm này đã tiêm từ tháng 3, tháng 4 và vẫn đang thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nên cần tiêm tăng cường để có đủ kháng thể, giảm nguy cơ trở nặng khi nhiễm. Nhóm ưu tiên thứ hai là người cao tuổi, người già, người suy giảm miễn dịch cần tiêm thêm mũi thứ 3 để đáp ứng miễn dịch phòng bệnh. Sau khi tiêm vaccine khoảng 4 đến 6 tháng, kháng thể giảm dần và nếu bị phơi nhiễm với nCoV có thể mắc bệnh dù không bị bệnh nặng. Nhiều nghiên cứu cho thấy các tế bào miễn dịch không bị giảm sút sau thời gian này, thậm chí tế bào B còn hơi tăng theo thời gian trong vòng 6 tháng đầu. Vì vậy, ngoại trừ những người cao tuổi hoặc bị bệnh nền khiến hệ miễn dịch rất kém, hiệu quả chính của vaccine chống bệnh nặng, chống tử vong do mắc COVID-19 không giảm ít nhất trong vòng 6 tháng đầu tiên. Do đó, xem xét tiêm mũi tăng cường cho người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc người làm việc ở môi trường nguy cơ vào thời gian 6 tháng sau khi hoàn thành các mũi tiêm cơ bản, 2 mũi đầu là hợp lý nếu có đủ vaccine. Giới khoa học thế giới hiện khuyến cáo không nên tiêm liều tăng cường cho tất cả mọi người. Người bình thường ở trong môi trường có ít virus nên ít nguy cơ mắc bệnh, hoặc nếu mắc bệnh cũng ít nguy cơ trở nặng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC quy định nhóm đủ điều kiện tiêm vaccine tăng cường gồm người từ 65 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn như ung thư, tiểu đường hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu, người làm việc trong môi trường có nguy cơ cao như lực lượng tuyến đầu, cơ sở giáo dục hay nhân viên bán hàng. Hãng vaccine Pfizer của Mỹ đã đưa ra dữ liệu cho thấy tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech thứ 3 giúp tăng mức bảo vệ trước biến thể Delta. Theo đó, thì mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta tăng gấp 5 lần ở người 18 đến 55 tuổi được tiêm nhắc lại. Trong khi đó, ở người 65 đến 85 tuổi thì mức độ kháng thể sau khi tiêm liều thứ 3 tăng gấp 11 lần so với sau khi tiêm liều thứ 2. Và các nhà nghiên cứu Anh thì cũng đã công bố kết quả nghiên cứu lâm sàng trên tình nguyện viên cho thấy là tiêm liều thứ 3 vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, Đại học Oxford có thể là sẽ giúp tăng nồng độ kháng thể trong cơ thể tình nguyện viên. Và đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy là liều thứ 3 vaccine AstraZeneca sẽ mang lại mức bảo vệ đáng kể nếu như hiệu quả của hai liều đầu tiên giảm dần theo thời gian. Vâng, và tuy nhiên thực tế thì vấn đề tiêm mũi thứ 3 cần phải có thời gian để chứng minh thực tế ở các nước. Ở Việt Nam, việc tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 sẽ dựa trên thực tế phòng chống dịch tại địa phương. Một số chuyên gia thì cho rằng ít nhất cần phải tiêm đủ 2 mũi, bắt buộc và có kết quả xét nghiệm kiểm tra kháng thể sau một thời gian nhất định để dẫn tới quyết định và có chỉ định là cần thiết tiêm mũi thứ 3 vaccine hay không. Và chúng ta sẽ còn đến với những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong chương trình hôm nay. Cùng gặp lại Ngọc Trâm trong blog du lịch. Đoàn khách quốc tế thí điểm khoảng 200 người, quốc tịch Mỹ sẽ đến Hội An từ sân bay Đà Nẵng theo chuyến bay charter. Đây là những du khách quốc tế đầu tiên đến địa phương từ khi mà dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Sau đó một ngày, tức là vào ngày 18 tháng 11, tỉnh sẽ tiếp tục đón đoàn thứ hai với khoảng 220 người.
Tất cả hành khách đều mang quốc tịch Mỹ, trong đó có nhiều người gốc Việt. Họ sẽ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An, huyện Duy Xuyên. Mục đích chính của nhóm khách là du lịch nghỉ dưỡng, không phải cách ly khi nhập cảnh. Sau khi kết thúc 7 ngày đầu tiên theo chương trình, một số du khách sẽ trở lại Mỹ, một số ở lại Việt Nam thăm người thân. Khách cam kết tham gia đúng tour khép kín đã được cấp phép, không tự ý rời khỏi khuôn viên khách sạn hoặc địa điểm tham quan trong 7 ngày đầu tiên. Trường hợp đặc biệt không thể tham gia theo đúng lịch trình, phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép kết thúc chương trình du lịch sớm hơn. Theo quy định, việc lợi dụng đi du lịch hoặc tổ chức tour nhằm mục đích tránh cách ly y tế sẽ bị nghiêm cấm. Nếu cơ quan chức năng phát hiện vi phạm thì áp dụng ngay biện pháp cách ly y tế, xử lý theo đúng quy định hiện hành. Hiện tất cả lao động trực tiếp, gián tiếp ở các cơ sở, điểm đến, cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch, tham gia đón khách, cơ bản đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Quảng Nam cùng với Phú Quốc của Kiên Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh là 5 địa phương đầu tiên được phép thí điểm đón khách quốc tế giai đoạn 1 từ tháng 11 với các chuyến bay charter và tour khép kín. Qua kiểm tra từ các khâu đón khách, vận chuyển khách từ sân bay về khu lưu trú, việc xét nghiệm nhanh COVID-19, công tác phòng chống dịch tại cơ sở, phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Các cơ sở đón tiếp đều được đánh giá cao về sự chuẩn bị bài bản, đảm bảo sự chu đáo, an toàn. Đoàn khách sẽ tuân theo các quy định về đón khách quốc tế của Quảng Nam mới ban hành. Họ có thể tới phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, VinWonder Nam Hội An, Vinpearl Gold Nam Hội An và TUI Blue Nam Hội An theo lịch trình thống nhất từ trước. Và ngay sau đây, hãy cùng blog du lịch ngắm nhìn vẻ đẹp Quảng Nam qua những hình ảnh ngay sau đây. Một người thợ đã 90 tuổi, chỉ dùng đôi tay trần và những dụng cụ hoàn toàn thủ công nhưng đã đóng được hơn 700 chiếc thuyền. Liệu quý vị có tin không ạ? Thế nhưng điều đó hoàn toàn là có thật. Đó là câu chuyện của một cụ ông, một thợ đóng tàu lành nghề, sinh sống ở tỉnh Gifu của Nhật Bản. Bằng kinh nghiệm và sự khéo léo, dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ ông vẫn miệt mài với nghề, không cần bảng vẽ thiết kế, cũng chẳng cần khoan điện. Thế nhưng những nét đóng vẫn hết sức chắc chắn. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cụ ngay sau đây. Shipwright Nasu Seiji, 7 thập kỷ đóng hơn 700 chiếc thuyền. Vâng, người thợ này sinh sống ở thị trấn Mino, bên bờ sông Nagara. Tôi năm nay đã gần 90 tuổi rồi, sinh ra và lớn lên ở vùng này. Công việc của tôi là đóng thuyền cho ngư dân, đáp ứng đúng nhu cầu của họ, giúp cho công việc được thuận lợi hơn. Tôi hiểu rõ về dòng sông Nagara này, nên sẽ biết cần phải điều chỉnh như thế nào để thuyền vận chuyển tốt nhất. Từ thời niên thiếu, ông đã bắt đầu đóng những con thuyền vỏ gỗ cỡ nhỏ. Mỗi con thuyền, ông lại thay đổi các dụng cụ thủ công mà mình sử dụng để phù hợp với loại gỗ.
Bằng kinh nghiệm hàng chục năm theo nghề, ông chẳng cần bất cứ một loại bản vẽ hay thiết kế nào cả. Bản thân tôi không thực sự tin lắm vào máy móc. Một chiếc khoan điện thì chỉ nhanh thôi, chứ tạo ra đầy một cưa. Trong khi tôi chỉ dùng những dùi thủ công vẫn đục được lỗ, mà còn nén được lớp mùn, nên vừa gọn đẹp mà lại rất chắc chắn. Đây chính là niềm tự hào của tôi, khi có thể tự làm mọi thứ bằng tay. Khi ngư dân đi thuyền tôi đóng lần đầu tiên, chỉ sau vài đường chèo, họ đều nhắn: "Ông ơi, thuyền dễ lái lắm, nhẹ và lướt nhanh." Với tôi thì đó là điều tuyệt vời nhất. Nhật Bản vốn là đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Những người cao tuổi ở quốc gia này vẫn miệt mài làm việc dù tuổi đã cao, sức khỏe có phần hạn chế. Nhưng những đóng góp của họ thì không thể phủ nhận. Từng nét đinh, nét búa của cụ Nasu vẫn rất mạnh và chắc, tạo nên con thuyền vững chãi để ngư dân vững tay chèo. Và tới đây, chương trình Nông thôn chuyển động ngày hôm nay cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.